Hello, em chào đại gia đình, chào bà con nha. Nay lướt YouTube thấy em Lan đã đăng một cái tab cộng đồng là ăn chay. Ăn chay cho thanh tịnh nha quý vị. Nay ngày cuối tháng ăn chay để cho tâm hồn nó thanh tịnh. Nghiệp quá nghiệp rồi ha. Ăn chay Phật nào chứng Lan? Phật nào chứng? Lướt một dòng cái là thấy là hồi sáng tới giờ 8 cái tab cộng đồng là 7 cái tab chửi, vu khống, xuyên tạc. Cái tab thứ 8 là ăn chay. Ăn chay cho thanh tịnh, ăn chay cho tâm hồn mình thoải mái, đó, nhẹ nhõm, giải bất nghiệp. Phật nào mà chứng? Trời ơi, người ta tu á là người ta phải có cái chữ tâm. Đi xuyên tạc vu khống người ta ha. Ăn không nói có, ăn gian nói dối, con mắt thì láo liên, cái mặt thì xạo, nói láo không chớp mắt luôn. Ở dưới còn kèm theo cái nữa là đang tự làm đông trùng hạ thảo, nuôi trồng đồ các kiểu ha. Có đời nào quý vị thấy nó có nuôi cái đông trùng hạ thảo đâu, nó bán rượu không à? Có thấy nó nuôi nó cấy đâu, nó nhận hàng là gọi là 100 hũ, 1000 hũ. Có thấy nó cấy cái hũ nào đâu, nó lạng quạng lấy một chợ Kim Biên về là uống là thấy bà nội luôn ha. Đó, chửi bới xuyên tạc vu khống người ta. Người ta làm việc thiện việc nghĩa cũng lôi ra chửi ha. Người ta làm cái quỹ mổ tim, người ta giúp được bao nhiêu đứa trẻ vậy mà nó cũng lên nó xuyên tạc, nó hạ bệ, nó vu khống người ta, nó chửi một ngày 8 cái tab cộng đồng. Bây giờ nó ăn chay, nói về ai chứ nói về Lan mà ăn chay là tôi không tin rồi đó quý vị nha. Nó cái mặt nó gian, nó xảo, nó chỉ thua con Hoàng Kim Dung thôi. Con Hoàng Kim Dung là cái mặt hiểm nha quý vị, cái mặt hiểm độc nha. Cái mặt rất là hiểm đó. Còn Lan này thì cái mặt điếm thúi, mặt này mặt điếm thúi, bởi cái tướng số nói lên hết rồi ha. Ăn chay gì mà chay, tu thân nè, tích đức nè, nó mới qua nghiệp được ha. Cái câu chuyện của ông Thịnh nó trước mắt đó kìa, họ là thợ hồ, thợ xây dựng bình thường, họ cũng không có bon chen vào cái mạng xã hội làm gì, nuôi vợ nuôi con làm cực khổ, dướng vô mày cái là bắt đầu là bây giờ là tiền 100 mấy chục triệu đòi không được, mất tiền mà bây giờ ở tù mà còn phải đền ngược lại nữa. Bởi tôi nói cái kiếp nạn của ông Thịnh là kiếp nạn 82. Cái kiếp nạn đó mà bây giờ phải cuối đời phải gặp Lan đó. Họ nói câu nó hay, họ kêu là cuối đời gặp Lan. Trời ơi, cuối đời gặp Lan, cuối đời rồi còn gặp Lan, đúng kiếp nạn 82 luôn. Chia buồn cùng ông Thịnh nha. Anh Thịnh xây dựng đó quý vị. Người ta nói trong quá trình sống cũng như là làm việc đó, đặc biệt là tồn tại trên thế giới này, nó có những cái luật. Cái thứ nhất là luật pháp, cái thứ hai là cái luật nhân quả, đúng không quý vị? Có những cái thứ mày qua mặt được cơ quan chức năng, mày luôn lách được là gọi là cái phần luật pháp mày thoát, nhưng mà cái luật hoa quả cái luật hoa quả là không thể nào mà mày thoát được, đúng không? Hồi xưa thì quả báo còn lâu, nhưng mà ngày nay quả báo thì nó mau tới liền. Quả báo nhãn tiền luôn, nó trả ngay trong cái đời này chứ không phải là trả đời sau. Bữa nay tôi thấy nó đang ăn chay mà thì tôi thấy tôi mệt ghê luôn, tôi chịu không nổi. Nó ăn chay mà nó đang táp cộng đồng mà, thì chứ không lẽ bây giờ tôi lấy hết những cái câu chửi của nó, những cái lần xúc phạm, những cái lần xuyên tạc của nó ha, đó, để mà bây giờ là tôi làm thành một cái clip để tôi post ra dưới cái bài ăn chay của nó. Trời ơi, khổ ghê ha. Mà tôi thấy mà tôi mắc cười thêm đó. Còn thêm một câu chuyện nữa trong drama này nữa quý vị ha. Câu chuyện drama này cũng rất là chấn động ngày hôm nay luôn ha. Đó là câu chuyện của cô Tiên, cô Thủy Tiên, cô Tiên giáng trần của chúng ta nữa đó. Hai ngày nay thì em Lan với cô Tiên là đang là sáng nhất mạng xã hội rồi ha. Đó thì quý vị ơi, em có một cái kênh phụ là Sơn Sàm TV, sống nhiều chuyện nha. Tại vì kênh Sơn Sàm TV của em này nó bị trục trặc á. Sắp tới quý vị thấy em mà không lên clip ở trên kênh này thì vô cái kênh Sơn Sàm sống nhiều chuyện giúp em nha. Ở dưới cái phần bình luận em có ghi một cái bình luận đó, bấm vô đó thì nó sẽ ra kênh Sơn Sàm sống nhiều chuyện. Xong rồi là cái đăng ký kênh nó giúp em nha. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì em sẽ đến cái phần của cô Tiên Lũ.
Ngày hôm nay thì sau khi cô Tiên Giáng Trần của chúng ta đã lên mạng thanh minh rằng bán hàng online không có gì xấu và cô tiếp tục bán nha, sau một cái phiên live gọi là ám ảnh cuộc đời với những cái bình luận là cờ mờ sờ lờ mờ lờ thì bữa nay quyết định là vẫn tiếp tục live chứ không chịu nghỉ nha. Chị Tiên của chúng ta rất là gan dạ và dũng cảm quý vị. Thì có một cái nhân vật này, đây nhân vật này cũng là nhân vật ở trong showbiz, cũng đã lên tiếng về cái câu này. Đó, lên tiếng về cái vụ bán hàng của chị Tiên, đặc biệt là gì? Đặc biệt là cái vấn đề mà chị đưa từ thiện vào trong cái bán hàng. Nha. Thì cái người này người ta cũng lên tiếng rất là ok. Nói cần tiền thì mình nói mình cần tiền, đúng không? Mình bán hàng ở đâu có xấu, mình buôn bán mà. Đó, đâu có xấu. Mình giới thiệu sản phẩm tốt, giá cả hợp lý thì khách hàng mua thôi. Mình đừng có mượn cái Phật vô đây, mình đừng có mượn cái chuyện từ thiện vô đây, hay là cái vấn đề từ thiện nó ăn vô máu rồi. À, cô Thủy Lũ của chúng ta có nói là bây giờ ai mua thì mua nha, ai mà mua hàng sẽ là hồi hướng công đức, là cái tiền lãi tiền lời sẽ được xây chùa và làm cây nước đồ. Ô, thôi, giống như là nó đã ăn vào máu rồi. Hay già thì người ta cũng lên tiếng nè, mình nghĩ cần tiền thì đi làm. Đây là một cái status của một người ở trong showbiz luôn quý vị. Buôn bán để kiếm tiền thì có gì đáng xấu hổ đâu, mình cần tiền thì mình nhận thôi. Cuộc sống này nếu nói là đủ thì biết bao nhiêu mới là đủ. 10 triệu cũng đủ, 100 triệu cũng đủ, mà 100 tỷ lúc thiếu vẫn là thiếu. Bình thường ngày ăn hết có 50 ngàn cũng đủ, mà khi ốm đau hay người thân có vấn đề cần nhiều tiền để giải quyết thì giật gấu bố vai bao nhiêu cũng thiếu. À, vì thế mặc kệ mình là ai, mình bán hàng online vì tiền thì người ta nói kệ người ta chứ. Phải nói rằng tôi bán hàng online làm từ thiện nè. À, bà bán xong tiền bà mua villa hay bà làm từ thiện là việc của bà ơi, đúng không? Bà bán xong bà cầm tiền đó bà mua cái gì bà mua, miễn sao đó là bà làm tiền của bà lao động làm ra. Còn bà đừng nói là bà bán xong rồi cái tiền là bà đi làm từ thiện, bà xây chùa, mắc mớ gì đem cái chuyện xây chùa vô đây. À, cái gì cũng lôi từ thiện ra mệt mỏi quá vậy. Người khốn khổ trên thế gian này rất nhiều, người đang làm từ thiện giúp người âm thầm trên cõi trần này cũng biết là bao nhiêu. À, mình làm việc tốt căn bản cũng là vì mình cả mà. À, mình thấy cảnh đời khốn khó mình đau lòng, mình giúp được mình thanh thản thì chẳng phải là vì mình trước nhất, vì người xếp sau hay sao. Thế nên có làm bao nhiêu phước đức cũng là ấm vào thân mình, không cần bàn khen, không cần chứng nhận. Yêu người khác cũng là vì mình, hy sinh cho ai đó cũng là do mình muốn thế, và giúp đỡ ai đó cũng là bản thân mình sẽ nhẹ nhõm hơn. À, việc kiếm tiền là việc đẻ ra mà ai cũng phải làm rồi, đừng nói mình kiếm tiền để giúp người. Đó, nghe mà nó kỳ. Đúng rồi quý vị, đừng nói mà tôi đi bán hàng mà kêu là tôi đi bán hàng là tôi không cần tiền, tôi bán cái này là để tôi giúp tôi xây cái chùa kia, tôi xây chùa nọ. Trời ơi, nghe tôi nói mắc mệt. Thà mình cần tiền mình đi bán hàng mình kiếm tiền là chính đáng, đúng không? Cứ lôi từ thiện rồi lôi cái này cái kia vô, nó là trên vai tôi phải giúp đỡ bao nhiêu mảnh đời. Trời ơi, đâu cần thiết, đâu phải lôi cái đó vào ha. Nếu ai đó bảo các bà là phải đi kiếm tiền vì các bà còn nghèo thì các bà cứ gật đầu bảo ôi đúng đó, nợ đầm đìa khổ rách đâu ôm đây, có tiền không cho xin ít đi, khổ quá nè, tôi bán hàng tôi kiếm tiền tôi sống, đúng không? Chứ việc mẹ gì phải bảo ui tao kiếm tiền cho vui vẻ, không quạo thôi. À, tao kiếm tiền là để tao giúp người. Bố bà giàu VL thì đi tiêu tiền đi, kiếm chi cho người khác đang nghèo. À, đi bán hàng đó các kiểu. Đó là một cái sự tài tết của một người ở trong showbiz. À, người này cũng là lên tiếng về vấn đề của chị Lũ nha quý vị. Thì tôi nói rồi quý vị, khi mà đã ghét rồi đó nha, người ta đã ghét rồi thì ghét cay ghét đắng luôn quý vị. Đó, nhưng mà chị Tiên sau một phiên live mà bị chửi rủa các kiểu như thế thì chị vẫn tiếp tục live nha. Đó, hình như là có cái lịch là ngày mai ngày mốt gì đó sẽ tiếp tục live ở trên TikTok đó quý vị. Và ngày hôm nay đồng loạt rất là nhiều fanpage,
rất rất nhiều fanpage họ đã tổ chức những cái buổi off fan, cũng như họ đã có những cái kế hoạch để mà tấn công phiên live của chị Lũ bằng những comment với những ký hiệu đó là không ngờ. Chị đã không dám nhìn màn hình này, không dám đọc comment đó quý vị. Đó, thì chúng ta mới thấy rằng là khi mà đã đụng chạm vào cái lòng tự ái cũng như niềm tin của công chúng á, làm cái gì mà nó mờ ám, mà nó không minh bạch đâu quý vị, mà người ta đã quay lưng rồi thì bây giờ có làm 100 việc tốt hoặc là làm bao nhiêu đi nữa thì người ta cũng rất là khó lấy lại cái hình ảnh cũng như là cái tình cảm ban đầu đâu quý vị ha. Và đặc biệt là trong cái drama này là fan của chị Hằng cũng hơi bị nhiều nữa ha. Fan của chị Hằng mình cực nhiều đó, chị Hằng là người làm từ thiện, là làm từ tâm, từ túi, từ tiền của mình đó, đó mà vẫn bị chửi lên chửi súng mà vẫn phải đi ở tù đó quý vị ha. Đó rồi chị Thủy Lũ của chúng ta còn đòi kiện lên kiện xuống nữa đó, đòi kiện tới kiện lui rồi nữa đó, phải vướng vòng lao lý rồi nữa đó, cho nên cái drama này nó phức tạp, nó ảnh hưởng tùm lum thứ hết trơn, nó xà quần tè le học me hết trơn trời quý vị ha. Đó cho nên rồi sắp tới cũng còn một nhân vật nữa, đó là Bông Lan Trứng Cút. Bông Lan Trứng Cút rồi chuẩn bị cũng ra tòa nữa nha quý vị, toàn là những gương mặt khả ái không à, Đinh Lan, Thủy Lũ rồi Bông Lan Trứng Cút nữa. Bông Lan Trứng Cút là sắp tới cũng sẽ ra tòa nha. Đó, theo như đơn tố cáo của chị Hằng đến BC02 đó, Bông Lan Trứng Cút là cũng sắp tới cũng sẽ ra tòa đó, liên quan đến cái câu chuyện đẻ thuê đẻ mướn đó, nói qua nói lại. Đinh Lan là Bông Lan Trứng Cút thì kiện chị Hằng nói là đẻ thuê đẻ mướn, rồi chị Hằng cũng kiện Bông Lan Trứng Cút là Bông Lan Trứng Cút đòi là phải đi đem bé Hằng Hữu đi xét nghiệm ADN với 20 người đàn ông rồi tùm lum tà lá hết trơn quý vị, cãi qua cãi lại trên mạng xã hội đó. Và tuy nhiên cái câu chuyện đã không dừng lại ở cái mức cãi nhau mà nó đã lôi ra tòa rồi đó, bằng chứng là Vi Bằng đã tố cáo và đã được cơ quan chức năng người ta thụ lý hết rồi đó, bởi người ta nói ở không quá mà, rảnh quá mà, chuyện của người ta vô khịa làm chi, rồi chơi tới rồi cuối cùng là không chịu thua ai, rồi bây giờ là phải vướng vòng lao lý ha. Đó, nhức đầu lắm. Rồi sắp tới là có nhiều phim hay để mà xem ha. Rồi chuyện của Mắm Tôm nữa quý vị, Mắm Tôm Hoàng Kim Dung nữa, trời ơi sắp tới sẽ có nhiều tập phim chất lượng cho quý vị chúng ta theo dõi nha quý vị ha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một vài sản phẩm Nhật Bản của em nha. Đó, mong tất cả cô chú anh chị chúng ta xem qua, xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến tất cả quý vị một vài sản phẩm của Sơn Sàm nha quý vị. Đó, thì trong Zalo này tất cả là hàng Nhật nha. Đây là những sản phẩm về sức khỏe nè, đó, về làm đẹp các kiểu nha. Rồi, ok, hôm nay Sơn Sàm giới thiệu cả nhà cái thuốc viêm xoang đây. Đây là viêm xoang Chikunai của Nhật Bản nha. Tất cả quý vị nào, đó, ai bị xoang sàn, xoang lâu năm, xoang mãn tính, viêm mũi dị ứng nha. Đó, nói chung về xoang thôi. Thì đây cái viêm xoang của Nhật Bản này cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, cái này là em bán tự tin luôn cho quý vị. Một hộp này 224 viên, hộp này uống một tháng nha. Rồi, hộp này là 1.750.000, 1.750.000 nha, bao ship ở Việt Nam, ở nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm Nano Linh Chi Đỏ này. Rồi. Cái linh chi đỏ này là dành cho các cô chú anh chị mình ai bị suy nhược cơ thể, gầy gò, ốm yếu, bị hụt cân, thiếu cân nha, cơ thể suy nhược, và trẻ em bị suy dinh dưỡng đồ các kiểu nha. Nói chung là muốn tăng cân, muốn bồi bổ cơ thể thì đây, cái linh chi đỏ này nó làm cho mình ăn ngon, ngủ ngon nè, kích thích tối đa là mình làm cho mình hấp thụ tối đa những cái chất dinh dưỡng mình ăn vào nha. Đó, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là chỉ có nước khiêng ra gò. Đó rồi, cái này Nano Linh Chi Đỏ hộp này là 300 viên, hộp để uống hơn 2 tháng, gần 3 tháng gì đó nha. Rồi, 3.500.000 luôn. 3.500.000 Nano Linh Chi Đỏ nha quý vị. Rồi, liên tục thì sẽ là một cái salon bath. Salon bath của Nhật Bản đây nha. Đây salon bath, các cô chú anh chị nào gia đình mình đó hay đau nhức thì mình cứ mua cái salon bath này về ha. 140 miếng cả nhà mình dùng nha, cả nhà mình dùng đó, dễ gì hết ha. Dán vô là nó dính cứng ngắc luôn, và nó nóng đã lắm quý vị đó, không bao giờ nó rớt nha. 140 miếng dùng dễ gì hết luôn. 590.000 nha, 590.000. Rồi kế tiếp thì em giới thiệu cái men đại tràng, men vi sinh đại tràng đây. Đó, những người nào về đại tràng, về tiêu hóa đó, đó đây thì cái này là men vi sinh đó, men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa rất tốt nha. Một hộp này 30 gói, mỗi ngày uống một gói, tất cả là hàng Nhật Bản nha quý vị. Rồi cái này thì 1.150.000 nha.
rồi 1.150.000. Rồi kế tết là cái này, tiếp tục là cái gel trị hôi nách của Nhật Bản này đó, gel trị hôi nách nha. Những cô chú anh chị nào mà bị viêm cánh đó, viêm cánh đồ các kiểu đó, dở lên cái nách là có mùi giống như là mắm cá linh đó quý vị, thì đây nên xử lý đó. Cái Kobayashi, cái này là về hôi nách của Nhật Bản, cái gel mình tắm xong mình lau khô cái nách đi, mình thoa nó lên ha, mình thoa nó lên rồi nó giữ mùi rất tốt nha, cực kỳ hiệu quả lắm. Rồi cái hộp này là 350.000, gel trị hôi nách 350.000 đó. Các anh chị nào mà mua 3 hộp là miễn ship luôn, ok. Rồi tiếp đến là cái gì, tiếp đến là cái đây, cái Fukudan này thì dành cho các cô chú anh chị mình gia đình có người nào bị ung thư, đang điều trị ung thư, ví dụ như là xạ trị, hóa trị đồ các kiểu ha, thì những người nào mà bị ung thư thì chắc chắn sẽ biết đến Fukudan. Fukudan của Nhật Bản đây, cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó cắt đứt những mạch máu đó, nó không cho những mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư đó, và đặc biệt là nó hạn chế di căn và tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha quý vị. Rồi một hộp này là 150 viên, 150 viên thì 3.500.000 luôn, 3.500.000 nha. Rồi 3.500.000. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu cái viên uống hào tươi đây, hào tươi nha, hào tươi của Nhật Bản đây đó. Các cô chú anh chị nào mà gọi là chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, trên bảo dưới không nghe đó, tăng cường sinh lý đó, tăng khả năng ham muốn nè, tăng cái chất lượng và số lượng tinh trùng nè, ông uống bà khen, hàng xóm vỗ tay đùng đùng. Cái này là viên uống hào tươi của Nhật Bản, 120 viên. Rồi hộp này uống 2 tháng, 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Rồi tiếp tới là cái gì, tiếp tới thì em xin giới thiệu cái sản phẩm này, đây chính là cái viên uống trị tóc bạc đây. Các cô chú anh chị nào mà tóc bạc sớm đó, có người còn trẻ mà tóc bạc rồi, hoặc là những người trung niên, những người lớn tuổi mà muốn hạn chế tóc bạc, thì đây, cái này là viên uống trị tóc bạc đó. Viên uống làm cho đen tóc là mè đen, 100% là mè đen nha quý vị. Thì cái này nó giúp là nó làm cho tóc mình đen từ trong chân đen ra, đen từ trong chân tóc đen ra nha quý vị. Mình uống một liệu trình 3 tháng thì bắt đầu tóc mình nó đen, mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu đó nha. Đó, và đặc biệt nó giữ cho cọng tóc mình khỏe, không bị rụng tóc được các kiểu nha. Cái này thì cực kỳ hiệu quả. Cái này là một liệu trình 3 tháng là 2.4 triệu đó, 2.4 triệu nha quý vị, 2.4 triệu. Rồi tiếp đến là cái bộ mắt Hitomi, hay bộ mắt Hitomi. Các anh chị nào mà mắt bị khô, mắt bị mỏi, làm việc máy tính nhiều đó, mắt bị kem nhem đó, mắt bị nói chung bị chảy nước mắt các kiểu á, mắt bị kém, thì đây cái bộ mắt Hitomi này, hộp này là 60 viên, hộp này uống 1 tháng 750.000 nha, 750.000 đó, 750.000. Đây là bộ mắt Hitomi của Nhật Bản đó. Còn rất nhiều sản phẩm nữa thì Sơn Sàm mà để ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào đây để mà tham khảo. Các anh chị ở nước ngoài thì Sơn Sàm gửi đi nước ngoài luôn nha, ở Việt Nam thì em bao ship nhưng ở nước ngoài thì em tính thêm phí ship nha. Rồi mỗi clip thì em giới thiệu một vài món thôi, ví dụ clip sau thì em giới thiệu một vài món nữa ha đó, mỗi món khác nhau để cho quý vị mình tham khảo nha. Rồi mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đây là sản phẩm của gia đình em, không quảng cáo cho ai hết nha, bao xài bao đổi bao trả luôn đó. Các anh chị yên tâm, hàng đúng hàng Nhật, chuẩn hàng Nhật, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Ok, rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video clip sau.